Việc Vlog xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú anh chị và các bạn. Đã quay lại cái video tiếp theo trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay thì việc Vlog cũng cập nhật đến cô chú anh chị các bạn một số cái thông tin về vấn đề về giá đô và cũng một số thông tin về các cái đường bay ở Mỹ và cũng như các cái tiền cậu tệ mà quý vị cô chú anh chị các bạn mang trở về Việt Nam, à, chúng ta lưu ý những gì cũng ha để chúng ta tránh các trường hợp rủi ro xảy ra thì quý chị các bạn thì hiện tại là mình đang có mặt ngay chỗ cửa tây chợ bến thành là một trong những khu vực mà có các cái tiệm vàng để đổi đô giá cực kỳ cao à, gần như trong thời gian vừa qua mình đã đi đổi rất là nhiều các địa điểm cho các video trước mình có cập nhật quận 7, quận tân phú quận tân bình và cũng như ở trung tâm Sài Gòn Thì đây của chị trung tâm Sài Gòn Ngay chỗ trở thành là một trong điểm đổ đô cao nhất Để cập nhật của dân chị bàn bạn Thì tỷ giá đô trong ngày hôm nay Thì đô la Mỹ của chị các bạn ở ngân hàng Thì của chị các bạn còn 23.450 đồng Cho một đô Đô la Úc thì 15.409 đồng Đô Canada thì 16.930 đồng Euro thì 24.456 đồng à, Bản Anh thì 27.794 đồng Singapore thì 17.064 đồng cho một đô. Thì đó là cái thông tin cái giá đô ở tỷ giá ở ngân hàng của Vietcombank mà mình cập nhật của chú chị các bạn. Còn ở thị trường tự do, ở thị trường tự do thì nó cao hơn thì một đô la Mỹ ở thị trường tự do thì nó nằm ở 23.990 đồng của chị, 23.990 gần như 24.000 thì à, như vậy thì cái tiền đô so với cách đây à, khoảng à, nửa tháng trước thì à, nó đã giảm đi à, tính ra 100 đô la thì con chị mất đi 100 ngàn mất đây gần 100 ngàn của chị gần 100 ngàn thì trước đây là từ 100 đô la của chị đổi được cái 2 triệu 530 ngàn mà bây giờ chúng ta đổi được cái 2 triệu 390 ngàn thôi thành 2 triệu tư 2 tư thì mắc đi 130 000 trong 100 đô thì 1 000 đô con chị sẽ mất đi hết 1 triệu 3 là con chú chị gấp đi gần 50 đô Nếu như chúng ta đổi 1 000 đô bây giờ thì chúng ta sẽ mất đi 50 đô so với cách đây nửa tháng thì đó là cái thông tin chia sẻ với quý vị và cũng lưu ý một số quý vị của anh chị các bạn à, bà con kiều bào tại vì chuẩn bị chúng ta bước vào thêm năm mới rồi 2023 rồi còn một hai ngày nữa thôi là chúng ta bước vào thêm năm mới 2023 à, thì à, anh chị các bạn thì khi mà bước vào cái năm mới 2023 như vậy thì đương nhiên trong những thời gian vừa qua các video trước mình đã cập nhật ở sân bay rất là bất ngờ chị ha bà con việt kiều về rất là đông rất là à, sân bay lúc nào cũng chặt kín năm người cả bà con việt nam ra đón cũng như bà con kiều bào về thì khi chúng ta về thì đương nhiên chúng ta sẽ mang tiền à, về thì chúng ta sẽ mang tiền và mang tiền của chị các bạn mình cũng xin lưu ý ha khi có chị các bạn mang tiền Việt Nam thì quy định Việt Nam mình mang tiền là chỉ có 5.000 đô thôi nha còn nhiều hơn là phải khai báo nha mình khuyên cô chú chị các bạn nếu mang nhiều hơn thì có chị các bạn nên khai báo để ta tránh các trường hợp à, mà các cơ quan chức năng ta phát hiện được ta phạt có thể là phạt tùy theo có mức mà cô chị mang vượt 100 đô 200 300 400 500 có thể 600 có thể có ngàn đô tùy theo có mức của chị phạt nên nhiều hay đêm ít rồi khi mà băng về Việt Nam nữa để có chị của bạn đổi tiền đô mà nó không bị mất giá thì có chị các bạn trước khi về thì nhiều có chú chị các bạn về nhiều của chị lưu ý rồi chúng ta nên ra các ngân hàng cho đổi tiền mới chúng ta đem về không bị gấp không bị cắn cạnh không bị gấp thì cũng chị đổi được cái giá mà giá nó cao nhất còn nếu không thì có chị các bạn như các cái tiệm uh, bữa hôm trước mình có đi đổi ở hai cái tiệm này của chị các bạn khi mà cái đô của mình nó hơi bị gấp một xíu gấp lại ở có cái đường lần ở giữa đó của chị các bạn và sau đó thì bị trừ đi mất 10.000. 10.000 rất là nhiều của chị các bạn. Một đô 100 đô mà người ta mất 10.000 thì một 1.000 uh, đô là người ta mất cỡ 100.000. Đó, 100.000 uh, tiền Việt Nam của chị ha. Thì đó là cái thông tin chia sẻ Để của chị các bạn mang tiền Việt Nam. Thì uh, trong cái thời điểm hiện nay của chị các bạn thì uh, đã bước sang cái mùa đông. Uh, mùa đông thì có chị biết rồi sẽ có sự tuyết rơi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều các, các chuyến bay của chị thì các hãng hàng không ở tại Mỹ của chị đã hủy hơn 4.000 chuyến bay vào các ngày hôm hôm 3 hôm 4 của chị không như hôm 5 vừa qua và theo thông tin của trang tin xin dây thì tất cả hãng hàng không tại Mỹ đã chủ động hủy của chị ha 24 2.400 chuyến bay của chị các bạn và hơn 2.000 chuyến bay vào hôm ngày thứ 6 thứ 7 vừa qua là nguyên nhân tại sao nguyên nhân là do một số hệ thống báo bão tuyết ấy, dự kiến ở độ bao phủ khu vực ở bên Canada phía lớn ở phần của bang Canada và 8 bang ở Mỹ gần khu vực Canada thì hệ thống báo có lượng mưa dự kiến lên tới 5 cm và theo cái sau đó là gió giật cấp độ 100 đến km/h và đợt lạnh này sẽ có sẽ xuất hiện xuống phía nam đến tận gần biên giới của Mexico luôn đó nó kéo dài xuống phía nam và tận tới biên giới của Mexico luôn thì thời tiết khắc khắc nghiệt diễn ra trong cái trong những ngày lễ Giáng sinh vừa qua thời, thời, thời tiết diễn ra rất là khắc nghiệt và thời điểm bùng nổ mùa du lịch hàng năm tại Mỹ thì tại khu vực uh, thành phố của New York của Mỹ á thì cục hàng không liên bang của Mỹ á thậm chí còn phải đưa ra cảnh báo rằng những chuyến bay có thể bị hoãn lại vài ngày do các vấn đề về à, tầm nhìn và ba sân bay lớn ở New York cũng gì cũng yêu cầu du khách xác nhận tình trạng với sân bay trước khi đến thì đó của chị các bạn cho nên thành ra cô chú chị các bạn mà có đi à, về việt nam À, chuẩn bị chúng ta có vé chúng ta về Việt Nam trước khi nó ta về thì chúng ta khi liên hệ các cái sân bay để coi chúng ta ra sân bay có được hay không để có thực hiện chuyến bay hay không chứ không thì chúng ta ra sân bay mà chuyến bay bị hủy bị hoãn này của chị bạn chờ đợi có thể là cả hàng ngày có thể nghỉ hủy dời một ngày hai ngày ba ngày dễ à, cho hết thời tiết nó tốt trở lại cho nên thành ra cô chú chị các bạn à, lưu ý ha bà con ở Mỹ mà cũng như ở canada mỹ và canada là hai cái nơi mà bị ảnh hưởng rất là lớn của các bão tiết ảnh hưởng tới vấn đề tầm nhìn của các phi công nên là không thể nào thực hiện chuyến bay được cho nên bà con uh, kiều bào uh, chúng ta chủ động liên hệ với các sân bay để chúng ta coi chuyến bay của mình có bị hoãn bị hủy hay không bị dời chiến hay không để chúng ta ra sân bay cho nó không có bị sớm quá Hoặc là chúng ta ra vờ chờ ở sân bay rất là mạnh của chị ha Thì đó là cái thông tin chia sẻ Được đại sĩ Anh Mỹ và cô chú chị ở Hoa Kỳ Thì đương nhiên cô chị các bạn sẽ nắm rất rõ Về cái tình hình thời tiết khí hậu Ở tại khu vực của mình Ở địa phương của mình Ở sân bay của mình của chị ha Thì đó là cái thông tin chia sẻ đấy cô chú chị các bạn Thì cô chị các bạn còn đúng hai ngày nữa thôi là chúng ta bước vào cái thời năm mới 2022 là đến dầu thừa thì cái thời điểm này thì là một trong những thời điểm mà rất là nhiều các bà con về Việt Nam mình thì các cái vé vé máy bay thì trong các video trước mình cũng chia sẻ rất là nhiều thì nhiều có nhóm chị các bạn mà về Việt Nam mình dự định về Việt Nam mình trong cái dịp điểm... Giáng sinh thì đã qua rồi và Tết Tây và cũng chỉ Tết Ta thì cô chú chị các bạn bây giờ thì cô chị đã mua tất cả các vé rồi nhưng đâu đó thì cũng còn một số cô chú chị các bạn băn khoăn chưa muốn về và chờ đợi thì hôm nay thì lại muốn về à, muốn về thì cô chị các bạn có thể mua được những vé rẻ không mua được những cái vé như thế nào không thì cô chú chị các bạn thì hiện nay thì các hãng bay của Singapore Airlines hoặc là Contra Airlines China Airlines các hãng bay của Đài Loan và các hãng bay Singapore thì cũng có những cái giá vé của anh chị các bạn Nó cuối ngày hoặc là gần thì nó cũng có những cái giá vé khuyến mãi khứ hồi hai chiều cho cô chị các bạn về Việt Nam mình đón Tết âm lịch của Việt Nam luôn bây giờ của chị Tết Việt Nam mình nó trên lệch nó cách nhớ 20 ngày thôi ngày 20 uh, Tây uh, tháng 1 năm 2023 là ngày 1 Tết âm lịch của Việt Nam cho nên cô chú chị các bạn về Việt Nam mình mà đón Tết bây giờ về mà trong tháng là của chị các bạn là đúng cái dịp Tết của Việt Nam đó cho nên thành ra có vé máy bay của chị các bạn có thể săn nếu như chúng ta mua bình thường thì hiện nay có thể là 2.000 hơn 2.000 USD cho vé khứ hầu hai chiều còn con chị các bạn có săn có những ngày trước mình có vào mình săn vé cho nhiều cô chú chị các bạn á, thì có vé có những cái vé nó giảm xuống chỉ còn có 1.400 gần rưỡi cho vé khứ hầu hai chiều từ một số tiểu bang của Cali À, các của Mỹ về Việt Nam thì đó là thông tin chia sẻ đấy cô chị các bạn muốn tìm những giá vé rẻ thì cô chị nên chịu khó vào các cái trang web của hãng của chị săn liên tục chờ khi nào người ta có những cái vé rẻ của chị đặt liền à, tại vì những chuyến bay cuối ngày người ta bay mà còn dư chỗ thì người ta bán luôn để cho nó kịp chuyến bay thì người ta bán như vậy thì cô chị mua những chuyến bay đó để cô chị về Việt Nam ha đó là thông tin chia sẻ đây quý vị của chị các bạn trong cái video ngày hôm nay rồi cảm ơn quý vị của chị các bạn đã xem video từ đầu đến giờ kính chúc quý vị của chị các bạn sức khỏe bình an à, của chị các bạn từ đầu đến giờ mình sức khỏe mình cũng do có một số vấn đề về sức khỏe ha cho mình nói từ đầu đến giờ của chị các bạn có nghe chỗ nào mà không rõ thì cô chị các bạn có thể thông cảm bỏ qua ha và của chị các bạn những thắc mắc hay những ý kiến gì thì của chị có thể comment và chia sẻ bên dưới mình sẽ trả lời đến cô chú chị các bạn ha à, xin chào và hẹn lại tất cả các quý vị cô chú chị các bạn ở video tiếp theo